Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2566, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2022, tức 14 và 15 tháng 7 âm lịch, nhóm thiện nguyện của công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Phong Phú phối hợp với tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển khu vực miền Trung Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long tổ chức trao hơn 1.300 hộp xôi, 1.300 ổ bánh mì cho bà con lao động nghèo tại khu vực ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tặng 100 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, già yếu tại địa bàn ấp 2, xã Thạch Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 lít nước tương và 500g bột ngọt. Những phần quà được trao tặng tuy đơn sơ, giản dị, có giá trị không lớn nhưng đông đầy ý nghĩa, bởi xuất phát từ tinh thần nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách của ban giám đốc và tập thể nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Phong Phú cũng như tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. Theo đó, nhà báo Chí Thiện, trưởng cơ quan đại diện tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long cho biết, chương trình công tác thiện nguyện của công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Phong Phú kết hợp cùng tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển diễn ra thường niên và được duy trì liên tục gần 10 năm nay. Qua đó, nhà báo Chí Thiện đã nhấn mạnh sự kết hợp vì những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ này rất đáng khích lệ, cần nhân rộng trong cộng đồng nhằm tạo niềm tin và hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn đối với những trường hợp có gia cảnh khốn khó, kém may mắn. Đồng thời, tiến tới xây dựng một xã hội bình đẳng, bác ái và văn minh. Nhà báo Chí Thiện cũng không quên gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới ban giám đốc và tập thể nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Phong Phú. Chúc hai cơ quan mãi giữ vững tinh thần báo chí đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp vì một Việt Nam thịnh vượng.